Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. Hiện tại thì tổ chức Miss Universe thì vẫn chưa công bố lịch trình cụ thể cho các hoạt động của các thí sinh tham gia cuộc thi lần thứ 69 năm nay. Tuy nhiên thì để hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Khánh Vân, đại diện Việt Nam trong đấu trường nhan sắc không đẹp nhất hành tinh sắp tới, thì chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi với cả Khánh Vân và stylist Trần Đạt, là hai khách mời của Vị Khách 18 giờ ngày hôm nay. Em xin chào anh, xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có một cái buổi chia sẻ rất là thân mật cùng với anh và anh Trần Đạt. Cái việc các cuộc thi sắc đẹp liên tục rời lịch và bản thân thì Miss Universe cũng vậy, thì có khiến Khánh Vân cũng như là ekip cảm thấy một chút nào đấy sốt ruột không? Dạ, nếu mà nói sốt ruột thì thật ra thì cũng không có sốt ruột gì, bởi vì em nghĩ là đây là một cái tình hình chung, mà đây là một cái vấn đề khá là lo lắng của cả thế giới trong cái đại dịch Covid. Và cũng như là cái thời gian này thì em nghĩ là khi mà khoảng thời gian đấy hoãn lại thì cũng là một phần để đảm bảo sức khỏe cho tất cả các thí sinh đại diện của tất cả các nước. Và đồng thời qua đó thì cũng sẽ có thêm thời gian để mà tất cả các đại diện, kể cả đại diện Việt Nam, có thêm thời gian để training cũng như là chuẩn bị rất là chu đáo để đến với cuộc thi. Sau hơn một năm đăng quang Miss Universe ở Việt Nam 2019 thì Vân tự cảm thấy bản thân mình thì có cái sự trưởng thành lớn nhất như thế nào? Phải nói là khi mà trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ thì em mới hiểu được sức nặng của chiếc vương miện đem đến. Qua đó thì với những cái cơ hội, với những cái trải nghiệm mà em được trải nghiệm trong năm vừa qua, thì em cảm thấy mỗi ngày càng trưởng thành hơn qua rất là nhiều chuyến đi thiện nguyện cũng như là công tác. Và mình cảm thấy mình càng muốn làm thêm nhiều điều nữa cho cộng đồng, cho những người khó khăn, cho những người kém may mắn hơn mình. Và lúc nào mình cũng mong muốn là mình sẽ hoàn thành thật là tốt cái sứ mệnh là một Hoa hậu của mình. Những cái yếu tố nào được Vân chú trọng đầu tư cũng như là rèn luyện nhiều nhất trong khoảng thời gian một năm vừa qua? Một năm vừa qua thì em nghĩ là mỗi cái quá trình, mỗi khoảng thời gian của mình đều phải cần có sự rèn luyện. Và em cũng vậy, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày, tự tin hơn, đẹp hơn. Hồi đó đó em không có tự tin là khi mà mình bước ra trước công chúng, bước ra đám đông, đôi khi em cũng bị thiếu cái sự tự tin. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mình bước ra đám đông, khi mà mình đứng trước máy quay, mình đứng trước rất là nhiều khán giả, thì mình bắt đầu mình bình tĩnh hơn và mình biết kiểm soát và mình làm sao đó có thể giữ cái hình ảnh thật là đẹp. Về số đo của Khánh Vân hiện tại thì đã cải thiện như thế nào rồi? Thế nên mình bật nhíu chút với khán giả. Dạ, phải nói là lúc mà vừa mới đăng quang xong thì em bị tụt cân rất là nhiều. Em nhớ là em chỉ có 49kg thôi. Bây giờ thì em đã lên được 56kg, 57kg thôi. Em thật ra thì em tăng cân lên để mà bắt đầu ép lại, để siết người lại, để có thể tập luyện. Và thật ra thì bây giờ thì em nghĩ giống như anh Trần Đạt cũng quán thời gian là khó khăn. Bởi vì khi mà anh stylist cho em, anh không thể nào làm sao để có thể đồ cho em vừa. Mặc cái gì cũng rộng, em mặc vô là nó cứ tuột không à. Bây giờ thì em nghĩ là cũng một phần vì anh Trần Đạt nên em phải tăng cân để giúp anh đỡ khó khăn hơn. Dạ. Vậy thế một câu hỏi dành cho Trần Đạt, đó là một cái hình ảnh hay là cái phong cách nào mà ekip đang định hướng đến cho Vân? Tức là sau mà quá trình mà tìm hiểu nhé, mình đã thử nghiệm rất nhiều, Vân biến hóa cũng rất nhiều phong cách, thì cái phong cách nào mà phong cách có thể gọi là đinh dành cho Vân, Vân cảm thấy tự tin nhất cũng như ekip đang định hướng cho Vân? Thật ra là về Vân trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì vì cái khoảng thời gian mà mọi người bị dừng lại nên thành ra là mình cũng không có quá nhiều những sự kiện cũng như là không có quá nhiều cái thời điểm để mình có thể show cho tất cả các bạn cũng như là các fan có thể thấy được cái hình ảnh thật sự mà mình mong muốn thể là như thế nào. Nên lần này Vân đến với Universe cũng là cái lần mà ekip mong muốn là sẽ là một cái lần mà hình ảnh Vân sẽ được mọi người xác định một cách rõ ràng nhất. Trong suốt quá trình vừa qua thì Vân đã thử nghiệm với rất nhiều các phong cách khác nhau, nhưng để mọi người thấy thì Vân vẫn rất là phù hợp với tất cả những cái trang phục nào đó rất đơn giản nhưng mà nó tôn dáng cho Vân, và đồng thời là những cái màu sắc nó rực rỡ thì nó sẽ phù hợp với Vân. Thì Vân vẫn sẽ giữ cái làn da trắng này đến với Miss Universe năm nay, và đó là điều mà tất cả các fan đều rất là đắn đo là Vân có đi nhuộm da hay không, hay là Vân giữ cái màu trắng này. Tại vì với mọi người quan điểm là Miss Universe thì nó phải khỏe khoắn, phải màu da nâu, phải Latin, nhưng mà đó không phải là cái quy chuẩn, cái đó là cách mọi người suy nghĩ thôi chứ nó không phải là quy chuẩn. Vẫn có rất là nhiều cô da trắng đăng quang trong rất là nhiều năm trước đây, thì năm nay ekip cũng đã quyết định là vẫn để da trắng của Vân để đem đến Universe. Trần Đạt cũng vừa nhắc đến cái sự đa dạng trong màu sắc của cái trang phục ấy. Thế thì trong cái bảng màu mà Trần Đạt lên cho Khánh Vân thì cái màu sắc nào đang gọi là được ưu ái nhất, thì có thể bật những chút được không? Có thể nói là sau khi Vân đăng quang á, vì chiếc vương miện màu tím, có thể đó là Đạt hay ghẹo ekip cũng như là Vân cũng hay nói chuyện vui với ekip là từ ngày hôm đó tự nhiên Vân màu tím rất rất là nhiều trong tất cả các bức ảnh cũng như là
các sự kiện thì Vân gần như là sử dụng màu tím để cho là cái một màu đặc trưng của mình. Cũng giống như các bạn hoa hậu trước cũng vậy, sẽ có những cái màu đặc trưng mà khi mà nhớ tới màu đó thì mọi người sẽ nhớ đến. Và lần này thì mọi người mong muốn là Vân sẽ được mọi người nhớ đến bằng màu tím và một vài màu nữa thì chờ mọi người sẽ được chiêm ngưỡng vào thời gian sắp tới. Theo Vân thì một cái khí chất của một Miss Universe thì được thể hiện như thế nào? Em nghĩ là một Miss Universe, cái điều đầu tiên mà em nghĩ đến đó chính là sự tự tin. Và bên cạnh cái yếu tố sự tự tin là những cái phong thái, những cái cách mà mình giao tiếp, mình ứng xử, và kể cả những cái quá trình mà mình thể hiện bản thân mình và những cái dự án mình theo đuổi, lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng, lúc nào cũng là một cái người rất là truyền cảm hứng và đem đến những cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Về cái câu chuyện truyền cảm hứng, theo dõi Vân trong một cái hành trình một năm vừa rồi thì Vân dành rất nhiều thời gian cũng như là tâm huyết cho cái dự án One Body Village dành cho trẻ em mà bị xâm hại tình dục, đúng không? Đó có phải là dự án mà Vân sẽ đem đến cái câu chuyện truyền cảm hứng của mình hay không? Em nghĩ là em đã từng chia sẻ với lại ekip của mình, em cũng từng nói là thực ra thì One Body Village không phải là một cái dự án mà em chỉ theo đuổi trong 2 năm đương nhiệm của em, mà em sẽ theo đuổi cho đến khi nào đó em không còn cơ hội nữa và không còn khả năng, không còn sức lực để bảo vệ các bé nữa. Tại vì đối với em đây là sứ mệnh của mình. Và thiệt ra mà nói đây là một trong những cái dự án rất là khó đối với em. Bởi vì thứ nhất là không được xuất hiện truyền thông nhiều, mọi thông tin đều phải bảo mật để đảm bảo an toàn cho các bé. Và chính vì vậy cho nên là em đã suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình không làm thì ai sẽ là người làm, ai sẽ là người thực hiện dự án này. Cho nên là em quyết tâm và em theo đuổi đến cùng. Và chắc chắn rằng những cái câu chuyện như vậy em tin là sẽ chạm được đến trái tim của tất cả mọi người, của cộng đồng của mình. Và cũng như là em tin rằng là tất cả các bé xứng đáng có được hạnh phúc cũng như là yêu thương từ tất cả mọi người. Có thể nói là sau một cái năm rất là đầy sóng gió và biến động của đại dịch thì chúng ta cũng nhận rõ hơn cái sức mạnh của cái lòng trắc ẩn, cái tình yêu thương, đúng không? Đôi khi thì khi mà mình nói ra cái lời yêu thương thì có thể là có một số người sẽ cười mình, nói là yêu thương thì nó bình thường mà, có gì đâu mà nói. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình bình tĩnh lại, mình ngồi mình nhìn lại tất cả mọi chuyện, thì tất cả những cái hành động của mình, tất cả những cái sự chia sẻ và tất cả những cái điều mà mình làm dành cho người khác, nó đều xuất phát từ tình yêu thương. Nếu như mà mình không có tình yêu thương thì mình sẽ không làm được. Chỉ có yêu thương mới cảm hóa được tất cả, chỉ có yêu thương mới chuyển hóa được những cái điều chưa tốt sẽ thành tốt hơn. Và em tin là nếu như mà có tình yêu thương trong đó thì cả thế giới này sẽ tái sinh một lần nữa. Tham gia cái show truyền hình thực tế Việt Nam Why Not, Đi Việt Nam Đi, thì Vân cảm thấy là nó giúp được cho mình cái gì trong hành trang chuẩn bị cho Miss Universe? Dạ thưa anh, thì để mà trả lời câu hỏi này phải nói là em nghĩ là em phải gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Việt Nam Why Not rất là nhiều. Bởi vì khi tham gia chương trình này thì thứ nhất là rèn luyện cho sức bền. Tại vì tụi em trong vòng một tháng đua với nhau là phải lúc nào sáng dậy rất là sớm và chuẩn bị mọi thứ để đua và thực hiện rất rất là nhiều các thử thách từ nhỏ đến lớn, từ khó khăn cho đến không hề khó, không hề dễ hơn. Cho nên là em nghĩ là mình có thêm một cái sức bền về sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình đi nhiều, mình trải nghiệm nhiều và mình mới học được rất là nhiều cái bài học mà đôi khi là nhiều khi mình để nó qua mất mà mình không nhớ. Khi mà mình đến với cái cuộc thi này, đến với cái cuộc đua này thì bắt đầu làm cho mình nhớ lại những cái điều mình đã quên. Và một cái điều quan trọng nữa em nghĩ rất là quan trọng đó chính là mình được trải nghiệm và được tận mắt chứng kiến gọi là những cái cảnh quan rất là hùng vĩ, rất là đẹp của Việt Nam mình. Mà đôi khi chính em là người Việt Nam mà em nói ủa Việt Nam mình đẹp đến mức độ vậy, nhiều khi mình cũng không ngờ đến. Và qua đó thì em nghĩ là với những cái điều mà mình trải qua cũng như là mình học được từ chương trình thì sau đó thì nó sẽ là một cái điều để mà em có thể chia sẻ với các bạn bè quốc tế để mọi người có thể hiểu hơn về một cái Việt Nam rất là xinh đẹp của em. Hai đại diện tiền nhiệm mà đi trước Khánh Vân là Henie và Hoàng Thùy thì có chia sẻ hay là có những cái đồng hành để giúp Vân có được những kỹ năng chinh chiến tốt nhất hay không? Em rất là may mắn bởi vì em được bắt đầu cho một đại gia đình gọi là đại gia đình Hoa hậu Hoàng Vũ. Bởi vì khi mà em được vào đại gia đình Hoa hậu Hoàng Vũ thì lúc nào cũng nhận được sự chia sẻ và yêu thương từ các chị. Các chị Henie nè, chị Hoàng Thùy và cả các chị Võ Hoàng Yến nữa là những người rất là đồng hành cùng với em trong cái hành trình đến với Hoa hậu Hoàng Vũ thế giới. Và thời gian vừa qua thì trong những cái tập Road to Miss Universe của em thì có cái sự dìu dắt cũng như là đồng hành và chia sẻ của các chị. Chính vì vậy cho nên là một phần nào đó em cũng cảm thấy rất là tự tin và cũng như là mình cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh từ các chị. Cũng đã có từng hé lộ một chút ít rồi về những cái hình ảnh mà tập luyện cùng với cả Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Võ Hoàng Henie, thì
hai đàn chị rất là dày dặn kinh nghiệm thì đã giúp Vân có những cái bước tiến, cải tiến như thế nào trong cái bước catwalk, trong cái sải chân của mình cho nó có một cái sức lôi cuốn hơn trên sân khấu của Miss Universe? Dạ, phải nói là hai người chị mà em nghĩ là phải chia sẻ rất là nhiều, đúng không anh Đạt? Em nhớ là thường thì các chị sẽ chia sẻ cho em là như thế nào để khi mà mình đứng trước một cái sân khấu lớn như vậy, mình có thể tạo dáng hoặc posing những cái chỗ rất là đẹp. Và tại vì em thì em chưa được đi thi, nhưng mà các chị đã trải qua những cuộc thi lớn rồi và đã hiểu được cái tính chất của cuộc thi, cho nên là các chị sẽ kể cho em nghe những cái mánh khóe nè, rồi những cái đặc điểm nè, gọi là làm sao đó để mà tăng lên cái sự thu hút, và tới cái khúc nào đó là mình sẽ trình diễn, và tới khúc nào đó thì mình sẽ giữ lại năng lượng để mà đến khúc đẹp nhất là mình sẽ bung ra. Và đôi khi có những cái kỹ thuật rất là hay mà em học được từ các chị thì em nghĩ là sẽ được bật mí trong những cái tập của Road to Miss Universe sắp sửa lên sóng ạ. Là một người mà giúp Khánh Vân định hình phong cách thì Đạt đánh giá điểm mạnh nhất của Vân cũng như là điểm còn yếu của Vân là gì, và Đạt cũng như ekip đang có cái chiến lược như thế nào để phát huy cái điểm mạnh và hạn chế bất cái điểm yếu này của Vân? Giống như với tất cả những cái bạn mà Đạt đã từng làm ở trong cuộc thi Miss Universe, Đạt đã từng đồng hành với Vân cũng như từng đồng hành với hai tất cả các bạn trong các cuộc thi từ lúc các bạn còn là thí sinh lận. Nghĩa là Đạt đã biết các bạn, hiểu các bạn từ thời điểm đó, và khi các bạn đăng quang, Đạt tiếp tục tham gia hỗ trợ các bạn về mặt phong cách. Thì mỗi bạn tất nhiên là sẽ có một cái cá tính riêng, có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Và từng ngày như Vân ở hiện tại là Vân đã hoàn thiện rất là nhiều so với cái thời gian đăng quang rồi. Thời gian đăng quang Vân rất là rụt rè, rồi tất cả mọi thứ về cách posing. Mặc dù trước đó Vân là một người mẫu và Vân đã rất là chuyên nghiệp, Vân có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng mà sau khi đăng quang thì giống như Vân nói là cái sức mạnh của Vân miệng làm cho Vân cứ bị rụt rè, và Đạt cũng hiểu. Đó là cái điều áp lực của tất cả các bạn đội trên mình chiếc Vân miệng. Các bạn luôn nghĩ là phải làm sao cho mình chín chắn hơn, làm sao cho mình thể hiện được là một hoa hậu hồng vũ. Nhưng mà khi các bạn gồng như vậy á, thì nó khiến cho các bạn không phải là chính mình. Và sau trải qua một khoảng thời gian thì tất cả mọi người sẽ thoát ra được cái suy nghĩ đó, và dần dần các bạn sẽ có được cái tự tin của riêng mình. Và như Vân ở hiện tại, khi ở đây, ngồi với Vân ở đây, Vân trả lời phỏng vấn, Đạt thấy Vân tự tin hơn. Nó giống như Vân đang nói về bản thân mình nhiều hơn là ngày trước Vân cứ phải gồng lên để trở thành một hoa hậu hoàng vũ. Còn bây giờ Vân đang là Vân, và Đạt cũng như ekip cũng mong muốn là tất cả mọi thứ được đem đến với Universe năm nay cũng chính là bản thân Vân. Và Đạt cũng phải tôn tất cả những cái ưu điểm của bạn. Những khuyết điểm thì tất nhiên là có, nhưng mà nó rất là nhỏ và chắc chắn nó sẽ được chỉnh sửa dần dần. Như Đạt cũng từng chia sẻ là stylist cho các hoa hậu ấy, thì nó cũng là một cái câu chuyện để mà đem thời trang Việt ra thế giới. Vậy có một cái dấu ấn đặc biệt nào về thời trang dành cho Vân trên đấu trường Miss Universe không? Một chút ít tâm lý. Để chia sẻ một ít đó, thì thật ra là Đạt cũng đã từng cho Vân một bộ trang phục mà được mọi người rất là quan tâm. Đó chính là cái việc mà Đạt kết hợp trang phục với lại yếu tố dân gian, cũng như là những cái chất liệu vật dụng dân gian. Thì Đạt nghĩ rằng là Đạt sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cái ID này cho cái cuộc thi và đem nó đến với một cái phong cách hoàn toàn khác, cũng như là tận dụng nó để cho tất cả bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về văn hóa dân gian Việt Nam, những làng nghề Việt Nam, và nó thể hiện trên trang phục của người Việt Nam, là nhà thiết kế Việt Nam. Tất cả mọi thứ đều là thuần Việt ở trên sàn đấu quốc tế, và nó không thua với bất kỳ một quốc gia nào hết. Rất là đáng mong đợi. Rất là đáng chờ đợi. Rồi. Có thể nói là rất nhiều đối thủ đăng ký thì sẽ cùng thi đấu với Khánh Vân tại mùa giải lần thứ 69 của Hậu Hoàn Vũ sắp tới. Vân đã theo dõi và có đánh giá như thế nào về các đối thủ, các đại diện của các nước bạn? Dạ, thực ra thì em thấy là đối với em thì năm nay là một cái năm mà với rất là nhiều đối thủ nặng ký, rất là nhiều thí sinh mạnh, và mỗi bạn đều rất là đẹp, rất là thần thái và rất là chuyên nghiệp. Và kỹ thuật của các bạn, kỹ năng của bạn rất là tốt nữa, cho nên em nghĩ là hầu như là tất cả các bạn 69 nước đều là những đối thủ vô cùng nặng ký của em, và em không thể nào nói lên được ai là người đối thủ nặng ký nhất của mình. Bởi vì em nghĩ là khi mà các bạn đến thì đều đã có sự chuẩn bị cũng như là đầu tư rất là kỹ lưỡng, và chính vì vậy cho nên là thông qua đó thì khi mà em có theo dõi các bạn qua Instagram thì em có về em có nói với anh Đạt cũng như là ekip của mình là em nói là chúng ta cũng phải nhìn và chuẩn bị kỹ hơn để mà có thể đến với cuộc thi một cách trọn vẹn nhất và tốt nhất. Yeah. Biết mình biết ta trong trận trăm thắng, đúng không? Yeah. Như Vân nói thì rõ ràng là mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Yeah. Do cái khoảng thời gian delay lại. Nhưng mà đó cũng là cái bất lợi khi mà tất cả mọi người đều cùng có nhiều thời gian giống như vậy. Yeah. Nên tất cả các nước khác họ còn chuẩn bị kỹ hơn mình nữa thì sao? Nên tất cả đều không thể là lơ là được. Không thể lơ là.
Vậy Vân có hâm mộ hay là yêu thích đặc biệt một hoa hậu, cựu hoa hậu Hoàn Vũ nào trên thế giới hay không? Dạ. Vì sao mà Vân yêu thích cô ấy? Em thì nếu mà nhắc về một cựu hoa hậu thì em nhớ đến chị Paulina Vega. Dạ, năm 2014 chị là hoa hậu Hoàn Vũ và đến từ Colombia. Dạ. Với em thì em cảm nhận được cái sự ngọt ngào, rồi nữ tính nhưng trong đó rất là quyền lực. Và nói chung là từ body, từ mọi thứ tất tần tật của chị thì em nghĩ là không chê vào đâu được. Và đó là một trong những cái hình mẫu mà lúc nào em cũng nghĩ đến. Và em nhớ là năm 2014 thì khi mà em nhớ là cũng chính vì nhìn cái hình ảnh của chị cho nên là em quyết định theo đuổi cái giấc mơ hoa hậu Hoàn Vũ của mình. Và năm 2015 là em đi lần đầu tiên và em chỉ dừng lại ở top 10 và giải người đẹp áo dài thôi. Nhưng mà em nuôi cái giấc mơ hoa hậu Hoàn Vũ của mình cho đến tận bây giờ. Và em nghĩ là đối với em, hoa hậu Hoàn Vũ là chân ái. Đạt nghĩ rằng Vân thần tượng Paulina tại vì bạn rất là sâu động, kiểu giống như là cái sức sống của bạn rất là nhiều, cũng như là cái hình ảnh của bạn trên Instagram rất là tốt. Mà Vân cũng là một người yêu thích thời trang. Vân là một người, nếu mà một người có xem Instagram của Vân thì sẽ biết Vân rất là chăm chụp hình, post Instagram hàng ngày luôn, và rất là chăm giống như là Paulina vậy. Paulina cũng xây dựng hình ảnh của mình từ những cái hoạt động thường ngày, rồi bên cạnh đó thì có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, cũng như là, và cái chính vẫn là hình ảnh hoa hậu Hoàn Vũ thời trang. Vân có theo dõi những cái bảng xếp hạng đánh giá của các tổ chức cũng như là các chuyên trang hoa hậu mà dành cho Vân, khi mà khán giả thì đang cảm thấy rất là hào hứng khi mà đại diện nước nhà được đặt ở một vị trí được quan tâm, có thể chưa phải là cao nhất nhưng là một vị trí mà tạo được nhiều cái ấn tượng ban đầu với bạn bè quốc tế. Vân cảm thấy như thế nào? Dạ, thật ra thì em nói thiệt nha. Khi mà em thấy thì em rất là áp lực, bởi vì em biết là khi mà tất cả mọi người đang dồn rất là nhiều sự quan tâm dành cho mình thì chính vì cái điều đó mình biết là mình phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể làm sao càng xứng đáng hơn với những cái vị trí mà mọi người đặt niềm tin ở mình. Cho nên là mỗi ngày trôi qua khi mà em mà thấy được những bảng xếp hạng, em biết là phải cố gắng, không ngừng cố gắng. Và em tin là em sẽ đến với cuộc chơi này, em sẽ đến với Hoa hậu Hoàn Vũ bằng cả trái tim của mình. Theo đuổi cái giấc mơ Hoàn Vũ đã nhiều năm, từ như Vân có chia sẻ là từ 2015, nhiều năm liền, mà để có thể có được cái tấm vé đến với đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh thì Khánh Vân đặt mục tiêu như thế nào cho mình tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2020? Nếu như mà đã nói về mục tiêu á, thì em đặt ra cho mình rất là nhiều mục tiêu, nhưng mà em nghĩ là cái mục tiêu quan trọng nhất đó chính là cái điều đầu tiên là mình phải cố gắng. Hành trình này nó rất là khó khăn nhưng mà em tin là nó sẽ vô cùng ý nghĩa nếu như mà mình làm bất kể mọi điều để mình cảm thấy không hối tiếc khi mà mình trải qua cuộc thi. Và cũng chính cái giai đoạn này, cái giai đoạn đang chuẩn bị cùng với ekip, thì em cũng cảm thấy được bắt đầu có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời, cũng như là một thí sinh đang chuẩn bị đi thi thì nó cũng là một trong những cái trải nghiệm để giúp em tốt hơn nữa khi mà đến với đấu trường hoa hậu của thế giới.